Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris lên đường thăm Singapore và Việt Nam. Ngày 20 tháng 8 theo giờ Washington, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên máy bay rời Washington, bắt đầu chuyến thăm Đông Nam Á. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà Harris trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ. Điểm đến đầu tiên trong chuyến công du của bà Harris là Singapore vào ngày 22 tháng 8. Tại đảo Quốc Sư Tử, bà Harris sẽ có cuộc hội đàm và họp báo chung cùng Thủ tướng Lý Hiển Long. Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ lên đường đến Việt Nam vào chiều 24 tháng 8 và kết thúc chuyến thăm vào ngày 26 tháng 8. Chuyến thăm Đông Nam Á sắp tới của Phó Tổng thống Harris được thực hiện sau một số cuộc gặp gỡ giữa quan chức cấp cao Mỹ và các nhà lãnh đạo trong khu vực. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin là thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Joe Biden đến thăm Đông Nam Á với các điểm dừng chân là Singapore, Việt Nam và Philippines. Ngoại trưởng Antony Blinken vừa tham dự các cuộc họp trực tuyến của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hoặc ASEAN vào đầu tháng này. Theo báo chí quốc tế, trọng tâm chuyến thăm Đông Nam Á của Phó Tổng thống Harris là bảo vệ luật pháp quốc tế trên Biển Đông, tăng cường vai trò lãnh đạo của Mỹ ở khu vực và mở rộng hợp tác an ninh ở Đông Nam Á. Trước đó, hồi tháng 7, Nhà Trắng cho biết, trong chuyến thăm Đông Nam Á sắp tới, Phó Tổng thống Harris sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo của Singapore và Việt Nam về nhiều vấn đề, bao gồm an ninh khu vực, đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, truyền thông đưa tin cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA sẽ sớm phê duyệt đầy đủ đối với vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer. Theo nguồn tin trên, các nhà quản lý FDA ban đầu đặt mục tiêu hoàn thành quy trình phê duyệt đầy đủ vaccine của Pfizer vào ngày 20 tháng 8, nhưng cho đến nay vẫn chưa giải quyết được một lượng lớn thủ tục giấy tờ và đàm phán với công ty. Vì thế, FDA lùi thời hạn phê duyệt chính thức tới ngày 6 tháng 9. Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp từ tháng 11 năm 2020 và tới nay đã được tiêm cho hơn 203 triệu người ở Mỹ. Ngoài vaccine của Pfizer thì còn có hai loại vaccine khác của Moderna và Johnson & Johnson cũng đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp, nhưng chưa có loại nào trong số này được FDA phê duyệt đầy đủ. Giới chuyên gia hy vọng việc vaccine của Pfizer được cấp phép đầy đủ sẽ giúp thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng tại Mỹ khi mà nhiều người cảm thấy yên tâm hơn về an toàn cũng như hiệu quả của vaccine. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cảnh báo gần 93% dân số của nước này sống tại khu vực có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao. Trong đó, tỷ lệ nhập viện và tử vong đặc biệt cao tại các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Tới nay, mới có hơn một nửa dân số Mỹ được tiêm phòng đầy đủ và khoảng 70% số người trưởng thành đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Các nhà khoa học Mỹ đang đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các phiên bản cải tiến vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh gia tăng các biến thể mới. Theo thử nghiệm trên chuột, các nhà khoa học phát hiện ra là có thể bổ sung thêm kháng nguyên từ một loại protein bên trong virus SARS-CoV-2 thay vì chỉ lấy trên phần gai của virus này. Như vậy có thể giúp kích hoạt hệ miễn dịch mạnh và nhanh hơn, từ đó có thể ngăn chặn các ca đã tiêm vaccine nhưng vẫn mắc COVID-19. Việc kết hợp này cũng được kỳ vọng cho kết quả tương đồng với các biến thể khác của virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Thuốc, Máy móc và Thiết bị Y tế Cuba đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho hai loại vaccine nội ngừa COVID-19 mang tên Soberana 02 và Soberana Plus do Viện Vaccine Finlay bào chế. Đây là hai loại vaccine được sử dụng kết hợp để ngăn ngừa biến chủng và đã được chứng minh đạt hiệu quả 91,2% trong các thử nghiệm lâm sàng. Hiện tại, hai vaccine trên cũng đang được đưa vào thử nghiệm lâm sàng cho trẻ em từ 3 đến 18 tuổi tại Cuba, trong đó có 350 tình nguyện viên đến từ thủ đô La Habana. Như vậy, cùng với Adala, vaccine nội đầu tiên được cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 9 tháng 7, Soberana 02 và Soberana Plus đã trở thành những vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được phát triển ở Cuba và Mỹ Latin. Ngoài ra, đảo quốc Caribe này vẫn đang tiếp tục tiến hành thử nghiệm lâm sàng hai loại vaccine ngừa COVID-19 khác là Soberana 01 và Mambisa sử dụng qua đường mũi. Thưa quý vị, tại Anh, chỉ số lây nhiễm COVID-19 đã tăng lên mức 0,9 đến 1,2 so với mức 0,8 của tuần trước. Có nghĩa là cứ 10 người mắc bệnh thì sẽ có khả năng lây nhiễm cho 9 đến 12 người khác. Trong 2 tuần qua, số ca mắc COVID-19 tại Anh tăng trở lại, số ca nhập viện cũng tăng lên mức khoảng 800 người một ngày. Điều đáng lo ngại là Anh đang chuẩn bị cho năm học mới vào tháng 9, trong khi nhiều trẻ em chưa được tiêm chủng. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Anh đã giảm mạnh, phần lớn là nhờ vào tiêm vaccine. Thưa quý vị, kể từ ngày 21 tháng 8, Malaysia bắt đầu nới lỏng một số quy định giãn cách xã hội đối với những người đã hoàn thành tiêm chủng trong bối cảnh hơn 50% số người trưởng thành của quốc gia Đông Nam Á này đã được tiêm vaccine.
Trong một tuyên bố, Thủ tướng tạm quyền Muhyiddin Yassin cho biết quy định trên đã được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia do ông chủ trì vào ngày 20 tháng 8. Mục đích của cuộc họp này nhằm giảm bớt các hạn chế đối với quy định giãn cách, đặc biệt là đối với những bang đang nằm trong giai đoạn 1 của kế hoạch phục hồi quốc gia gồm 4 giai đoạn. Tổng thống Biden phát tín hiệu Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công. Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đã phát tín hiệu Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu vùng lãnh thổ này bị Trung Quốc tấn công. Nhưng một quan chức Mỹ sau đó nhấn mạnh chính sách của Washington về Đài Loan không thay đổi. Trong một cuộc phỏng vấn phát ngày 19 tháng 8, Tổng thống Biden được hỏi về hiệu ứng từ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan gây hỗn loạn và những phản ứng từ báo chí Trung Quốc cho rằng việc rút quân cho thấy Washington không thể là chỗ dựa cho Đài Loan trong phòng thủ. Tổng thống Biden đáp lại rằng Đài Loan, Hàn Quốc và NATO là những nơi có tình hình khác với Afghanistan và nhà lãnh đạo này dường như cũng gộp Đài Loan vào số những đồng minh mà Washington có, cam kết bảo vệ công khai. Chúng ta đã đưa ra cam kết quan trọng theo Điều 5 rằng nếu bất kỳ ai xâm lược hay có hành động chống lại các đồng minh NATO, chúng ta sẽ ứng phó, tương tự như đối với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, ông Biden nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn. Điều 5 là một thỏa thuận của NATO quy định một cuộc tấn công nhắm vào một thành viên của khối bị xem là tấn công vào tất cả thành viên. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng có hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ, trong khi mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan trở nên không chính thức kể từ khi Washington chuyển sang công nhận ngoại giao đối với Bắc Kinh vào năm 1979. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao thuộc chính quyền Tổng thống Biden sau đó khẳng định chính sách của Mỹ liên quan Đài Loan không thay đổi và giới phân tích cho rằng ông Biden đã nói nhầm. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản ứng về bình luận của ông Biden. Trong khi đó, phát ngôn viên văn phòng lãnh đạo Đài Loan Trương Đôn Hàm cho hay, Đài Bắc lưu ý bình luận của Tổng thống Biden và cảm ơn chính quyền của ông về việc tiếp tục có những hành động thực tế để thể hiện cam kết vững chắc của Mỹ đối với Đài Loan. Tuy được yêu cầu theo luật là cung cấp các phương tiện cho Đài Loan tự vệ, Washington lâu nay theo chính sách mập mờ về chiến lược về việc liệu Mỹ sẽ can thiệp quân sự bảo vệ Đài Loan trong trường hợp vùng lãnh thổ này bị Trung Quốc tấn công hay không. Một số học giả Mỹ cho rằng Washington nên công khai đảm bảo an ninh cho Đài Loan trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng gia tăng sức ép quân sự lên vùng lãnh thổ này. Nhưng ông Kurt Campbell, điều phối viên về chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tổng thống Biden, hồi tháng 5 dường như đã bác bỏ khả năng này. Nóng, Tổng thống Putin lần đầu phát biểu trực tiếp về tình hình Afghanistan, thế giới cần chấp nhận thực tại. Thế giới cần chấp nhận thực tại ở Afghanistan và đoàn kết cùng nhau để ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn của nhà nước này. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Sáu, 20 tháng 8. Cuộc họp báo chung này được tổ chức nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Merkel tới thủ đô Moscow, nước Nga, trước khi bà kết thúc nhiệm kỳ. Taliban đã kiểm soát hầu như toàn bộ Afghanistan, bao gồm cả thủ đô. Đây là thực tế, ông Putin nói và cho rằng các nước khác nên phản ứng với tình hình trên thực địa. Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi thế giới nỗ lực ngăn chặn những kẻ khủng bố xâm nhập vào các nước láng giềng của Afghanistan dưới vỏ bọc của những người tị nạn. Ông Putin nói thêm, chúng ta được biết phong trào Taliban đã thông báo kết thúc các hoạt động chiến đấu, bắt đầu khôi phục trật tự công cộng và cam kết đảm bảo an ninh cho người dân địa phương và các cơ quan ngoại giao nước ngoài. Tôi hy vọng rằng tất cả những lời hứa này sẽ được hiện thực hóa. Tổng thống Nga cũng thẳng thắn lên án phương Tây vì đã áp đặt các giá trị của họ lên Afghanistan và vì mong muốn xây dựng nền dân chủ ở các quốc gia khác theo mô hình của người ngoài. Không thể gọi đó là thành công, ông Putin bình luận khi được hỏi về cuộc can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan kể từ năm 2001 sau vụ khủng bố 11 tháng 9 ở New York và Washington DC. Nhưng hiện tại việc bình luận về điều này thất bại ra sao không đem lại lợi ích gì cho Nga. Điều chúng tôi quan tâm là tình hình Afghanistan sẽ ổn định như thế nào. Đáp lại, Thủ tướng Đức Merkel đã nhắc nhở ông Putin rằng Nga cần chỉ ra các vấn đề viện trợ nhân đạo ở Afghanistan trong cuộc đàm phán giữa Moscow và Taliban. Sau khi Mỹ quyết định rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 15 tháng 8, các tay súng của Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul và tuyên bố rằng họ đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ quốc gia này, bao gồm tất cả các thành phố lớn và các trạm kiểm soát biên giới. Cùng ngày, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bị lật đổ, đã tháo chạy khỏi đất nước. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin khẳng định Moscow không cân nhắc tăng cường triển khai quân thông qua các thỏa thuận quân sự của Nga với các nước láng giềng. Tajikistan có biên giới giáp với Afghanistan là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn dắt. Theo ông Pankin, hiện nay các thành viên của CSTO chưa cần thiết phải leo thang để biểu dương lực lượng nhằm phản ứng với bất ổn tiềm tàng tại Trung Á. Tuy nhiên, các biện pháp triệt để có thể được cân nhắc nếu nhu cầu về chúng xuất hiện. Nikolai Pachusev, thư ký Hội đồng An ninh Nga trả lời báo chí rằng, thay vì cử binh, Moscow sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác và chủ yếu nhấn mạnh các nỗ lực chính trị và ngoại giao để giải quyết các vấn đề một cách hòa bình tại Afghanistan.